Khi bước đi trên đường đời, bạn có thể chọn con đường từ tội lỗi sang sự tha thứ. Một điều rất đúng ấy là tất cả chúng ta đều phạm sai lầm. Tất cả chúng ta đều đã từng làm điều gì đó khiến mình cảm thấy mặc cảm. Có thể là chúng ta đã gian lận khi làm bài kiểm tra ở trường, nói dối với người xứng đáng được nghe sự thật hay làm tổn thương người mà chúng ta yêu thương. Sự thật là không ai đã từng đạt đến sự ngay thẳng hoàn toàn. Kết quả là chúng ta cảm thấy mặc cảm tội lỗi vì đã không hành động theo cách mà chúng ta nên làm. Tội lỗi đem đến cảm giác xấu hổ, thất vọng hay sự dằn vặt nội tâm. Có nhiều cách để giải quyết những cảm xúc này. Bạn có thể đổ lỗi cho người khác và nói rằng đó không phải là lỗi của tôi. Hoặc tôi không có sự chọn lựa nào khác. Bạn có thể cố giảm thiểu ảnh hưởng của điều mình đã làm như, mọi người đều làm như vậy. Hay đúng là chuyện đó đã xảy ra nhưng nó không giống như việc tôi đã hại một người nào đó. Và cũng có thể làm một điều tốt nào đó để bù đắp lại những thiệt hại chỉ đóng góp tiền bạc làm từ thiện. Tình nguyện hiến máu hay giúp đỡ một cụ già băng qua đường. Bạn hy vọng những việc làm tốt sẽ giúp gạt bỏ được tội lỗi của mình và để bạn cảm thấy nhẹ lòng về bản thân mình. Nhưng sự thật là khi bạn chưa giải quyết vấn đề tội lỗi, bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi cảm giác xấu hổ cũng như những hậu quả từ hành động của mình. Tôi hiền diện ở đây để trình bày với bạn rằng có sự hy vọng cho vấn đề này. Có một đấng có thể cắt đi tội lỗi qua việc tha thứ cho bạn và giúp bạn làm lại cuộc đời một cách tươi mới. Đấng đó chính là Chúa Giêsu Christ. Bạn thấy đó. Công bằng mà nói, bạn và tôi đáng phải chịu hình phạt vì tội lỗi của chúng ta và hình phạt của sự tội lỗi là sự chết. Nhưng Đức Chúa Trời không tạo dựng nên chúng ta để rồi hủy diệt chúng ta. Nếu mỗi người phạm tội đều phải chịu chết theo đúng luật thì tất cả chúng ta đều đã chết. Và không có ai tồn tại để có được mối tương giao với Đức Chúa Trời. Thay vào đó, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài là Chúa Giêsu -xu Christ xuống thế gian, gánh thai tội lỗi của toàn nhân loại và chết thay cho chúng ta. Những điều đáng kinh ngạc của sự việc là sau đó Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Cái chết không thể ngăn chặn ngài. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể mang những tội lỗi của mình và trao cho Chúa Giêsu. Chỉ mình ngài mới đáng để tha thứ cho tội lỗi của chúng ta và biến chuyển tâm trí của chúng ta. Chỉ mình ngài mới có thể ban cho bạn sự tự do. Hãy tin tôi. Tội lỗi và cảm giác xấu hổ sẽ trở lại với bạn, nhưng bạn có thể chống lại những cảm xúc đó. Một khi bạn đã được tha thứ mặc cảm tội lỗi sẽ trở thành điều sai trật. Và Đức Chúa Trời không buộc bạn phải chịu trách nhiệm về những điều đó. Khi bạn tiếp nhận Chúa Giêsu vào lòng và để Ngài làm chủ cuộc đời mình, bạn sẽ trở thành một con người mới. Bạn sẽ có thể cảm thấy hài lòng về chính mình một lần nữa. Bạn sẽ cảm thấy sự trong sạch của một con người chính trực. Thay cho cảm giác xấu hổ, bạn có thể bước đi với sự tin chắc rằng bạn đã được tha thứ. Khi tin Chúa Giêsu, chúng ta trở nên công nghĩa trong Ngài. Sự công bình của Đấng Christ là một món quà tặng mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với Chúa Giêsu trong thời gian này và cầu xin Ngài lấp đầy cảm giác mặc cảm tội lỗi trong bạn bằng sự tha thứ của Ngài. Là Chúa Giêsu, con không còn có thể mang gánh nặng của mặc cảm và xấu hổ. Xin Chúa tha thứ cho con về những điều con đã làm xin dạy con biết sống ngay thẳng và chính trực, con dâng tấm lòng của con cho ngài và cầu xin Chúa hãy làm chủ cuộc đời con ngay lúc này. Con cảm ơn ngài. Còn bây giờ, đây là điều bạn cần làm: bấm nút Yes và chúng tôi sẽ cử một người liên lạc với bạn. Có thể bạn có nghĩ đến những vấn đề này nhưng bạn chưa sẵn sàng để bước đến với Chúa Giêsu. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy đến với ngài. Chúa Giêsu sẽ luôn có mặt và ngài đang đợi chờ bạn. Jesus yêu bạn.